U23 Thái Lan thủng lưới, cổ động viên phát loa báo tin châu 23 Việt Nam ngay tại sân. Trận U23 Việt Nam gặp U23 Malaysia và U23 Thái Lan gặp U23 Hàn Quốc thuộc lượt trận cuối bảng C. Vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra cùng giờ. Kết quả hai trận đấu có liên quan mật thiết đến việc đội nào sẽ đi tiếp vào tứ kết. Phút 35, một nữ cổ động viên dùng loa hô tô U23 Thái Lan thua rồi, bình tĩnh mà đá các em ơi. Ở sân Park Tây Cờ, U23 Hàn Quốc ghi bàn thắng vào lưới U23 Thái Lan nhờ công của Go Che Hyun. Trước đó, U23 Việt Nam có bàn mở tỷ số nhờ công Nhâm Mạnh Dũng ở phút 28. Kết quả này giúp U23 Việt Nam càng bình tĩnh chơi bóng trước đối thủ. U23 Việt Nam tiếp tục đón nhận sự cổ vũ từ khoảng 50 cổ động viên. Đây là lần thứ hai các cổ động viên đến cổ vũ ở sân Lokomotiv nên không còn bỡ ngỡ. Đầu trận đấu, cổ động viên Việt Nam có tranh cãi nhỏ với ban tổ chức sân. Đôi bên lời qua tiếng lại vài phút khiến một góc khán đài trở nên huyên náo. Sau khi giải thích, các cổ động viên Việt Nam và ban tổ chức tìm được tiếng nói chung và tiếp tục theo dõi, cổ vũ trận đấu nếu giành chiến thắng. U23 Việt Nam và các cổ động viên sẽ ở lại Uzbekistan đến ngày tổ chức cuối cùng của vòng chung kết U23 châu Á 2022. Nhiều người hy vọng kịch bản năm 2018 lặp lại một lần nữa, cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.